I want to refer to Proverbs chapter 6. Trước khi mà tôi đi vào trong loạt bài dạy của tôi thì tôi muốn đề cập đến một phần kinh thánh ở trong Châm ngôn chương số 6. We'll read from 16 to 17. To 19, sorry. Chúng ta sẽ xem từ câu số 16 cho đến câu số 19. Châm ngôn Could chương số you 6, câu 16 đến câu 19. Có 6 điều Đức please Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. Mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Yesterday we mentioned that Caleb was a godly person, therefore he can able to inherit the promised land. Ngày hôm qua chúng ta nói với nhau về việc Caleb là một người tin kính và bởi cái đó nên ông có thể hưởng được sứ hứa mà Chúa ban cho ông. And we know that he was devoted to God. Chúng ta biết rằng là Caleb là một người có lòng trọn thành tận hiến cho Chúa. And we know that he feared God, therefore he take God seriously. Và chúng ta biết được rằng là Caleb là một người kính sợ Chúa và nhìn nhận Chúa một cách rất là nghiêm túc cho đời sống của mình. Oh, somebody who take God seriously, you will love what God loves, you will hate what God hates. Một người thật sự nghiêm túc đối với Chúa đó, người đó sẽ yêu những gì mà Chúa yêu và sẽ ghét những gì mà Chúa ghét. What we read just now, these few verses, is what the Lord hates. Và những cái điều mà chúng ta vừa đọc trong câu 16 đến 19 cho ta thấy được là Chúa Ngài ghét những điều gì. So you will hate what God hates, then you are in the right relationship with him. Vậy nên khi mà chúng ta bắt đầu ghét những gì mà Chúa ghét thì lúc đó chúng ta ở trong một cái mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Of course, when you love what God loves, then you are also in right relationship with him. Thực ra là khi anh chị em yêu những gì Chúa yêu thì anh chị em cũng ở trong mối quan hệ đúng đắn với chính Chúa. God say love your enemy, then God love even his enemy. Ví dụ như Chúa phán rằng là hãy yêu thương kẻ thù của mình, bởi cái đó thì chúng ta cũng thực hành, chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta. The Lord is in the belief that one day the enemy will repent and turn back to him. Có nghĩa là chúng ta làm điều đó trong cái niềm tin rằng là một ngày kia thì kẻ thù của chúng ta sẽ ăn năn và quay trở về với Chúa. So when God now, don't we say what God hates now? Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến những điều mà Chúa ghét ở tại đây. Now you can ignore the eyes, the tongue, and so forth. Bây giờ chúng ta sẽ để qua một bên cái những cái chỗ mà đang nói về mắt nè, về lưỡi nè. Chúng ta sẽ không có tập trung vào những cái đó. Example, verse 17, he hates haughty, haughtiness or haughty eyes. Ví dụ như trong câu 17 thì nói về Chúa ghét sự kiêu ngạo và tại đây nói là Chúa ghét mắt kiêu ngạo. God hates pride. Chúa ghét cái sự kiêu ngạo, sự kiêu căng, ngạo mạn. And this is something we should be very careful because even in life and ministry, when God bless us, there's a tendency to become proud. Và đây cũng là điều chúng ta cần phải rất là cẩn trọng cho đời sống chúng ta, bởi vì nhiều khi trong đời sống của mình, trong chức vụ mình hầu vì Chúa, nhiều khi mình thấy Chúa ngài ban phước cho mình, nhưng mà rồi mình rơi vào tình trạng mình tự hào, tự mãn và kiêu ngạo về điều đó. For example, Satan was one of the anointed cherub of the Lord, and yet because of his anointing, he become very prideful. Ví dụ như là Satan vốn là một cherub được sức dầu của Chúa và bởi vì cớ hắn được sức dầu như vậy nên là hắn tự hào về điều đó và dẫn cái tình trạng đó là kiêu ngạo về cái sự sức dầu mình có được. Yeah, because when you become prideful, you think it's you who's able to do things. Bởi vì khi mà mình kiêu ngạo như vậy, mình nghĩ là mình mới chính là cái người làm được những chuyện đó. So we all have to be very careful. The first thing the Lord hates is haughtiness or pride. Thành ra chúng ta cần phải rất là cẩn trọng với cái điều đầu tiên mà Chúa ghét. Và Kinh Thánh gọi đó là gì? Đó là cái sự kiêu ngạo hay là sự kiêu căng ngạo mạn. Yeah, in fact, if you look at all these things, all the quality, the seven quality, it just speaks about Satan himself. Và nếu mình nhìn vào bảy cái đặc điểm mà được đề cập đến từ đây thì mình thấy được rằng những cái đặc điểm này nó có trong chính Satan luôn. Because the next thing the Lord hates is a lying tongue, lies. Bởi vì cái điều tiếp theo là Chúa ghét đó là lưỡi dối trá. Chúa ghét cái sự dối trá. Remember, Satan is the biggest liar. Chúng ta nhớ một điều thế này, đó là Satan là cái kẻ nói dối nhiều nhất, hay còn gọi đó là kẻ nói dối và là cha của kẻ nói dối. Before we were born again, we all lie about many, many things.
Trước khi chúng ta được tái sanh đó, thì chúng ta vốn là người đã từng nói dối về rất là nhiều điều khác nhau trong cuộc sống này. This is one area I struggle when I become born again. I have to struggle against lies. Ở đây là một điều tôi tranh chiến đó, kể từ khi mà tôi tin Chúa đó, tôi đối diện với một sự tranh chiến liên quan đến vấn đề nói dối ở trong đời sống cá nhân của tôi. You remember I was a businessman, so businessman had to do a lot of lies all the time. Như anh chị em cũng đã biết rằng đó là tôi vốn là một thương gia trước đây, một doanh nhân trước đây và làm công việc kinh doanh như vậy để đòi hỏi tôi phải nói dối rất là nhiều. So we must be careful lies, the word that come from our mouth. Thật ra chúng ta cần phải rất là cẩn trọng khi chúng ta nói những cái lời ra từ môi miệng chúng ta, đó là những cái lời dối trá. When you talk about lies, sometimes you think is we do some exaggeration. Khi mà chúng ta nói dối như vậy đó, thì nhiều khi nó cũng liên quan đến cái vấn đề là nổ đó, hay là mình nói là cường điệu, hay là nói quá. Many people serve the Lord, they exaggerate their figures. Nhiều người hầu việc Chúa ngày nay nhưng mà cứ nổ, cứ nói quá, gọi là báo cáo nhưng mà báo cáo khống những cái điều mà không có thật. This is something we must be careful. Even Billy Graham has a rule, they will report faithfully what have they done. They don't exaggerate the figures. Đây cũng là điều chúng ta có thể học được nơi chức vụ của Billy Graham. Có nghĩa là khi mà ông đưa ra lời báo cáo về chức vụ của mình là ông báo cáo sự thật, chứ ông không có nói những cái điều nó mang tính là dùng những hình ảnh rồi nói bóng nói gió để làm cường điệu hóa hay là làm cho nó to tát lên. Amen. When you don't want to disclose any figure, you don't have to lie. Just say I cannot tell it to you. Ví dụ như mà mình không có muốn nói quá hay là mình không có muốn mình không có, nói chung là mình thấy mình không nói được thì tốt nhất là mình không nói gì luôn. Mình nói rằng là tôi không nói được cái chuyện này, tốt nhất là không nói chứ đừng có nói mà đi nói dốc hay là nói láo. And then in verse 17, in the last part, hands that kill the innocent. Rồi bây giờ trong cái phần cuối của câu 17 thì nói rằng là tay làm đổ máu vô tội. In other words, we cannot murder. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là mình đừng có phạm tội giết người. Amen. The Bible is clear, even the Ten Commandments, we are not supposed to murder, but there are times we may have to kill. Thì trong Kinh Thánh, trong 10 điều răn đó, nó rất là rõ về cái vấn đề này là mình chớ phạm tội giết người. Chúng ta nhớ là phạm tội giết người nó khác với lại chỉ giết là theo cái lẽ công lý á, tại vì vẫn có cái xử tử được. Kinh Thánh có nói rằng là đừng phạm tội giết người, chứ Kinh Thánh không có nói là không được phép xử tử. Man, and but the Bible is very clear. Even you're angry with a brother, unnecessarily, you're committing murder. Và rồi Kinh Thánh cũng nói cho mình biết được rằng là nhiều khi mình tức giận với anh em của mình hoặc là mình ghét anh em của mình, thì cái tội đó cũng giống như là tội giết người vậy đó. Let's read the verse 18. Our heart that plots evil. Rồi bây giờ tới đây câu 18 đó là lòng mưu toan những việc ác. Here we learn something new. We talk about it's the heart, not your thinking, that leads, that plots evil, do want to do evil things. Ở từ đây á, Kinh Thánh nói rằng liên quan tấm lòng của mình, chứ không là tư tưởng của mình thôi, nhưng mà đây đang nói tấm lòng của mình mưu toan những cái việc xấu xa gian ác. There are people in the world, they every day nothing to do, but think how to get somebody injured, how to cheat somebody, how to kill somebody. Thì có những cái người trên thế giới này đó, mỗi một ngày trôi qua trong đời sống của họ, họ không nghĩ đến cái việc gì khác hơn là họ nghĩ đến việc là làm thế nào để làm tổn thương một ai đó, làm hại một ai đó, lừa dối một ai đó, hay là để trấn lột một ai đó. Nghĩa là họ luôn nghĩ chuyện làm hại người khác. Many times we cannot see God's anger, we cannot see God's wrath, but actually it's there. He's doing it because it's long suffering. Nhiều khi một người làm như vậy xong họ không có thấy được sự tức giận hay là sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Thật ra Chúa vẫn tức giận với những điều ác, điều xấu. Ngài vẫn có sự thịnh nộ đối với những điều xấu xa, gian ác. Nhưng mà Ngài chịu đựng, Ngài lấy lòng kiên nhẫn, đối đãi. Đó là lý do vì sao mà mình chưa có thấy sự tức giận hay là sự thịnh nộ của Chúa được biểu lộ ra. So we have to watch our heart regularly to make sure it doesn't plot evil. Thật ra chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra, tra xét lại tấm lòng của chúng ta để đảm bảo rằng tấm lòng của chúng ta đó nó không có mưu toan những cái việc gian ác. The verse 18 first part is about thinking about doing the evil, but the next part the feet that runs to do wrong.
Và bây giờ câu 18 thì không chỉ dừng lại ở chỗ nói rằng là lòng mưu toan những việc gian ác, nhưng mà còn nói đến chân vội vàng chạy đi làm điều dữ. God hates that when you start to think about evil, and he also hates that when you start to do what is evil or wrong. Vậy Chúa ghét những lúc mà cái tấm lòng chúng ta mưu toan những việc ác, và bên cạnh đó Chúa cũng ghét liên quan đến việc mà đôi chân chúng ta chạy đi làm những điều xấu xa gian ác. And verse 19 we can say again is lies. The Lord hates lies. Bây giờ qua câu 19 chúng ta thấy một lần nữa là Kinh Thánh nói rằng Chúa ghét cái sự dối trá. But again there's an emphasis here that you talk about witness, a false witness who pour out lies. Và ở đây chúng ta thấy được rằng Kinh Thánh nói rằng là kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá. In the Bible, especially Old Testament, there are many, many stories about there are false witness who will come and testify so and so has done them wrong, and therefore they were killed. Those people who were innocent, they were killed because of false witnessing. Ở thì trong Kinh Thánh có rất là nhiều cái trường hợp, đặc biệt là trong thời Cựu Ước đó, có nói những cái người mà họ đi ra họ là làm chứng gian. Giống như một cái dạng là đấu tố hay là làm chứng gian về một ai đó, để rồi cái cuối cùng một cái người mà bị oan ức như vậy, họ bị giết đi, họ bị giết một cách vô tội. For example, Ahab wanted to have the garden. King Ahab, the cruel king, wanted to have a garden belongs to a guy called Naboth, which was living next to him. Ví dụ như cái trường hợp của ông vua Ahab như vậy, ông này ông lại muốn có một cái vườn nho của cái người lân cận của ông, và cái người đó lại không có chịu nhượng lại cái vườn nho đó cho ông vua, và thế là ông vua và hoàng hậu nghĩ cách đến việc giết cái người đó để cướp lấy cái vườn nho. And Naboth refused to sell him the land because it belongs to the it is part of the ancestral land God has given to them. Thì cái người đó đó không có muốn bán cái vườn nho cho ông vua, là bởi vì có cái vườn nho đó là cái sản nghiệp của tổ phụ để lại, và theo như luật pháp của Môi-se thì không có được quyền mà bán đi sản nghiệp của tổ phụ để lại cho cái người thuộc cái chi phái khác đó. Vì vậy nên là ông này không có bán cái vườn nho đó cho ông vua Ahab lúc đó. So he was a good man. I mean, he obeyed the Lord's command. Vậy thì ông Naboth đó, ông này là một cái người tốt, là bởi vì sao? Ông này là người vâng giữ điều răn của Chúa, nên lời của Chúa dạy là không có được bán cái sản nghiệp cho những người khác, chi phái chi tộc đó, thì ông vâng lời Chúa. So Ahab knows that. That's why he become very what we call disappointed, very not angry, frustrated. Thì ông Ahab này lúc đó đó ông không chỉ là tức giận mà thôi, nhưng mà thật ra là Kinh Thánh nói rằng là ông rất là thất vọng, ông rất là khó chịu, bực bội về cái điều đó khi ông bị khước từ, không được bán cái vườn nho đó cho mình. And the wife, Jezebel, said, no, don't worry, I take care of that for you. Và cái bà hoàng hậu đó, bà tên là Jezebel, là vợ của vua, và bà nói rằng là đừng có lo chuyện đó, tôi sẽ xử cái vụ này cho, và ông sẽ có được cái vườn nho như ông mong muốn. And what she did was she get some group of false witnesses to declare that this Naboth was indeed evil and therefore he was killed. Vậy rồi điều mà bà đã làm đó là gì? Bà sắp xếp để có những người làm chứng gian, chứng dối đó, để rồi những người đó nói dối về Naboth, và trong cái cuộc đấu tố Naboth, và kết quả đó là Naboth đã bị xử tử, và rồi bà này đã chiếm đoạt cái vườn nho đó về cho ông vua Ahab. Even in the New Testament, the Lord, our Lord Himself was accused by false witnesses. And therefore, He was had to be crucified because of the false witnesses. Ngay cả trong Tân Ước thì chính Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, Ngài cũng đã bị những cái người ta lập lên những cái lời chứng gian, những cái nhân chứng giả để cáo buộc buộc tội Chúa Giêsu, và bởi cái đó Chúa Giêsu đã bị tuyên án là phải bị xử tử. Therefore, when we are witnessing of the Lord, we should be true witnesses of the Lord. Thật ra khi mà chúng ta đi ra làm chứng thì chúng ta phải là người làm chứng thật cho chính Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Otherwise, the Lord hates the deeds what you're doing. Còn nếu không là Chúa rất là ghét những cái lời chứng dối, chứng gian mà chúng ta làm. And the last one is the person who sowed discord in the family. Và bây giờ cái điều cuối mà được liệt kê tới đây đó là cái người gây ra cái sự xào xáo
gây ra cái sự lộn xộn, tranh cãi giữa vòng anh chị em trong gia đình với nhau. I want to highlight this is a big problem in the church today. Và tôi cũng muốn làm rõ cho anh chị em mà đây cũng là cái chuyện mà rắc rối lớn ở trong hội thánh thời nay đó. When you look at the word family, there are two applications. Và khi mà nói nó giữa vòng anh em ở tại đây là trong gia đình đó, nó có hai cái sự ứng dụng mà mình cần phải lưu ý. The first application is your immediate family or your extended family. Thì cái ứng dụng đầu tiên đó là trong chính cái gia đình gọi là thuộc thể của mình, cái gia đình mà mình được sanh ra đó, trong chính gia đình đó. And the people are so discord for whatever, but many reasons. Và ở tại đây có những người họ gieo rắc cái sự tranh cãi ở trong gia đình, cũng vẫn có những cái lý do khác nhau để gieo rắc cái điều đó. In other words, they're telling other people their problem. Maybe they exaggerate their problem so that people will take side with them. Nhiều khi đó là họ làm cái điều đó bởi cái việc là họ nói quá về những cái khó khăn rắc rối mình gặp phải, có nghĩa là giống như là làm quá là cương điệu lên để rồi những người khác thông cảm, thương cảm cho mình để đứng về phía của mình. But the next application I want to touch on in the family of God, nhưng mà sự in the ứng dụng thứ church. Ứng dụng thứ hai mà tôi cũng muốn anh chị em để ý đến đó là cái điều này cũng xảy ra trong hội thánh, có nghĩa là có những người họ đã gieo rắc cái sự tranh cãi, cái sự xào xáo ở trong chính hội thánh, trong gia đình của Đức Chúa Trời. Be very careful, my brother, my sister, that you don't participate in this sort of discord. Thật ra anh chị em cần phải rất là cẩn trọng, rất là cẩn thận về điều này để anh chị em không phải là cái tác nhân gây ra cái sự xào xáo, sự tranh cãi ở giữa vòng anh chị em trong hội thánh hay là trong gia đình của Đức Chúa Trời. Because the Lord hates it very much. Bởi vì Chúa Ngài ghét cái điều này rất là nhiều đó anh chị em. The word is the word abomination. It's a very serious word in the Bible. Ở trong Kinh Thánh cái từ ngữ mà nói rằng là Chúa gớm ghiếc hay là Chúa ghê tởm, cái từ ngữ này là cái từ rất là trầm trọng khi mà nói đến trong Kinh Thánh. It's not like you like coffee, you don't like tea. Cái chữ gớm ghiếc này nó không chỉ đơn giản là nói đến việc à mình thích uống cà phê còn mình không thích uống trà, nó không phải là thích hay không thích. The Lord detests it. It's abomination to him. Ở đây đang nói đến việc là Chúa Ngài ghê tởm, Chúa Ngài gớm ghiếc, Ngài gớm ghê cái tội mà đi ra gây sự xào xáo, tranh cãi trong gia đình, trong anh em. These are the seven things the Lord has a big abomination. Ở đây là bảy điều mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa Ngài ghê tởm, Chúa gớm ghiếc về những cái điều này. And the last thing is also we could sow discord. Và cái điều cuối từ đây được nói đến là cái kẻ mà gieo rắc cái sự xào xáo, sự tranh cãi giữa vòng anh chị em. Yeah, so do not, because there are time, I mean, the church is like that. We have many people as a leader, many people as a congregation. Bởi vì nhiều khi trong hội thánh ấy, thì chúng ta thấy được rằng là có nhiều cái lãnh đạo là cũng như là có những tín hữu khác nhau trong hội thánh. You can get disappointed, you can get displeased for many reasons. Và nhiều khi trong giữa vòng anh chị em trong hội thánh như vậy thì mình có bị thất vọng rồi mình cảm thấy không có vui với nhau vì nhiều lý do khác nhau. Yeah, it could be also be the, it could be a truth that your leaders may be not doing their job. Nhiều khi điều đó cũng là cái điều mình không vui cũng thật đó, là bởi vì có người lãnh đạo họ không có làm đúng cái chức năng của mình. Your leaders are not good people. Hoặc là người lãnh đạo họ không phải là lãnh đạo tốt. It is true because every one of us is still in this body in the flesh. Và điều đó là đúng là bởi vì có tất cả chúng ta đều còn sống trong thân xác này. Chúng ta là con người mà nên là nhiều khi chúng ta có những cái điều cũng chưa có phải là hoàn hảo. Try to extend grace. Thì những cái trường hợp như vậy chúng ta cần phải gọi là dang rộng cái tấm lòng, gọi là cái ơn điển của Chúa qua chúng ta, nghĩa là mình phải học để mình bày tỏ ơn điển của Chúa. But when you cannot take it anymore, or you cannot, but have to leave your church or leave your assembly. Nhưng mà nếu mình đưa vào cái thế là mình phải lìa khỏi, mình phải rời khỏi hội thánh hay là mình rời khỏi cái hội chúng mà mình đang nhóm lại. I ask you to pray first, tell the Lord your feeling.
Thì tôi muốn anh chị em nó phải cầu nguyện Chúa trước về điều này và nói với Chúa biết là về những cái cảm xúc hay là những cái cảm giác của mình trước, thưa với Chúa. And ask him for the grace for you to stay until the time for him to send you out. Và xin Chúa ban cho mình ân điển để mình cứ ở trong cái vị trí đó cho đến khi mà Chúa Ngài gọi là gửi mình đi ra để đi đến nơi khác. Stay there until that you know that you have to leave. Có nghĩa là mình cứ ở tại nơi đó cho đến khi mình nhận thức rõ rằng là mình phải đi. But while you are in the assembly on the church, do not sow discord. Don't tell too much about your issue. Nhưng mà khi mình đã nhóm lại trong hội thánh đó thì mình đừng có ngồi đó và mình cứ gieo cái sự tranh cãi rồi cứ đi ra kể lể về bản thân của mình và những cái rắc rối mà mình phải đối diện rồi mình làm lóa mình còn giờ là cương điệu để cho người khác gọi là đứng về phía mình. God is testing you and testing me. Và Chúa Ngài đang là thử nghiệm, Ngài đang thử anh chị em và Ngài đang thử chính đời sống của tôi ở trong lĩnh vực này đó. To see whether we want to really want to please him by not spreading, not sowing discord. Để xem là chúng ta có thật sự là muốn làm đẹp lòng Chúa thông qua cái việc là chúng ta không phải là người gieo rắc cái sự tranh cãi hay là sự lộn xộn xào xáo trong anh chị em chúng ta hay không. That's whether we are still having long suffering. Chúa thử nghiệm chúng ta xem là chúng ta có còn vẫn giữ cái lòng là kiên nhẫn nhịn nhục bền đổ hay không. To see whether we are still faithful to what he called us to do, that we do it even faithfully in a very toxic environment. Và rồi Chúa xem là chúng ta có vẫn tiếp tục trung tín với Chúa cho dù mình phải phục vụ ở trong một cái môi trường mà nó đầy cái sự gọi là gây tổn thương đó mà mình vẫn trung tín hầu về Chúa hay là không. Amen. This is very important. Và đây là cái điều rất là quan trọng cho đời sống của mình. Is a problem in the body of Christ today. Và đây cũng là cái vấn đề rắc rối trong thân thể của Đấng Christ trong hội thánh ngày nay đó anh chị em. Because you start to leave, you start to sow discord, you get into a problem with the Lord. Vì khi mình muốn là mình rời khỏi cũng như là mình gieo cái sự xào xáo, mình gieo cái sự tranh cãi như vậy là mình gặp rắc rối với Chúa rồi. Since yesterday, the Lord put in my heart to speak this thing out. Ngày hôm qua là Chúa đặt để trong lòng của tôi để tôi phải nói ra cái điều mà tôi vừa mới nói với chúng anh chị em đó. Yeah, especially the last part, sowing discord. Đặc biệt là cái phần cuối này nói về cái vấn đề là cái người gieo sự tranh cãi, người gieo cái sự là lộn xộn xào xáo. Yeah, as long as you are in the church or in the assembly that worship the Trinity, that is we talk about the gospel, that is the true God, church of God. Đặc biệt là khi anh chị em nhóm lại trong cái hội thánh mà hội thánh đó rao giảng về Đức Chúa Trời ba ngôi nè, hội thánh đó rao giảng về phúc âm thật của Chúa Jesus Christ nè, thì đó là hội thánh thật của Chúa đó. If it's a false church, of course you can leave straight away. Đối với hội thánh giả, đối với hội thánh gọi là giống như là tà giáo thì mình có thể là ngay lập tức mình rời khỏi, mình không có cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. If I were you, I still ask the Lord, when can I go? Nhưng mà nếu như tôi trong cái tình trạng anh chị em mà rơi vào chỗ đó thì tôi vẫn hỏi Chúa ơi, khi nào con đi được? Dù là mình rơi vào cái nhóm tà giáo. Because the Lord allow you to go to that place then for some reason. Nhiều khi Chúa để cho mình rơi vào cái chỗ đó có cái lý do. There's something you must always remember. God is the sovereign God. He rules and reigns over everything. Nhớ là Chúa là đấng nắm quyền tể trị tối thượng mà Ngài là đấng cai quản, Ngài là đấng cai trị cho tất cả mọi điều. Yeah, he gives you a free will. Và đồng thời Ngài cũng ban chúng ta ý chí tự do. But your free will should surrender back to him for him to rule over your life and you will be in the area of blessings. Nhưng mà mình phải dâng trình cái ý chí tự do đó lên cho Chúa để đầu phục Ngài, để rồi Ngài có thể tự do, có thể gọi là hướng dẫn đời sống của mình trong những cái lĩnh vực đó. Amen. So you Amen. Do not sow discord, even you may be right. Thành ra mình nó đừng có gieo cái sự bất hòa, đừng có gieo sự tranh cãi giữa vòng anh chị em, cho dầu nhiều khi có thể là mình là cái người đúng á. The trouble with we human being, we may be at first wrong by people, but later on we tend to think more and more seriously wrong than we have been given. Thì thật ra chúng ta là con người thì nhiều khi là có những cái người họ đối xử sai với chúng ta, họ đối xử không có tốt với chúng ta,
Nhưng mà cái vấn đề đó là nhiều khi á, là mình quá làm trầm trọng cái vấn đề đó, rồi mình gọi là mình làm quá với lại những cái gì mà người khác đã đối xử không tốt với mình, thì mình giống như là mình muốn là trả đũa đó, mình làm còn hơn người ta nữa. Amen. So you must practice it now. You know what the Lord hates. Please don't do them. Thành ra đó, ở đây dựa trên lời của Chúa cho mình biết đây là những cái điều Chúa ghét. Đó, thành ra đối với những điều mà Chúa gầy ghét rồi thì mình làm ơn mình đừng có làm những cái điều đó nữa. Amen. Because the Lord give a choice and we a choice to choose, but do what the Lord want us to do. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa gầy ban cho anh chị em và tôi có quyền chọn lựa, có sự quyết định. Nhưng mà hãy nhớ rằng là chúng ta cần phải sử dụng cái điều đó để chúng ta làm cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Our flesh won't be comfortable. Let me tell you this. Tôi có thể nói với anh chị em là về phương diện xác thịt chúng ta sẽ không có thoải mái đâu khi mà chúng ta làm theo Amen. lời của Chúa. Our flesh rebel against the things of God. Bởi vì xác thịt chúng ta luôn luôn nổi loạn để chống lại những cái điều của Đức Chúa Trời. Because remember we were all rebel against God, revolt against God. Bởi vì nhớ rằng là nhiều khi chúng ta là có cái khuynh hướng là ương ngạnh rồi nổi loạn để nghịch lại với lại những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. 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 I want to go back again to Psalm 71. Rồi tôi muốn quay trở lại với lại Thi Thiên 71 ngày hôm qua chúng ta nói với We nhau. go 17 and 18. Chúng ta xem câu 17 và câu số 18. We covered it yesterday. Ngày hôm qua chúng ta nói một phần về cái thánh này rồi. Go 17 and 18. Câu 17 và câu 18 đây. Yesterday I only touched on 18. Ngày hôm qua thì chúng ta có nói đến câu số 18 đó. Let's go to 17 now. Bây giờ chúng ta quay trở lại câu số 17 đi. Oh God, you taught me from my earliest childhood, and I constantly tell others about the wonderful things that you do. Câu 17 nói lại Đức Chúa Trời Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Yesterday we read 18 that when I'm old and gray. Thì ngày hôm qua chúng ta đọc với nhau câu 18 đó lại Đức Chúa Trời dù khi con đã già và tóc đã bạc rồi. Yeah, the whole thing we learned yesterday, when we even we are old and gray, we should able to proclaim God's might and power to the next generation. Thì ngày hôm qua chúng ta nói với nhau cho dù khi chúng ta đến cái tuổi già và tóc đã bạc rồi thì chúng ta vẫn còn tiếp tục rao truyền sức mạnh của Chúa cho thế hệ mai sau, rao giảng về quyền năng của Ngài cho dòng dõi kế tiếp. So when we read verse 17 now, Bây giờ chúng ta quay trở lại đọc câu 17. we will learn that God Himself would teach this summit when even he was the youngest, earliest Ở đây nói rằng là lại Đức Chúa Trời Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân, Ngài dạy con đến bây giờ con vẫn rao truyền công việc lạ lùng của Ngài. What did he teach him from earliest childhood? Bây giờ Chúa dạy tác giả Thi Thiên cái điều gì khi mà tác giả Thi Thiên này còn ở buổi thanh xuân? To witness to other people about the wonderful thing God has done. Chúa dạy cái tác giả Thi Thiên về những cái công việc quyền năng của Chúa và sức mạnh của Chúa. So when we read verse 17 and 18 together, you find that when you one of the things Lord wants to do is to declare or to witness about his mighty power and his wonderful works. Thật ra khi chúng ta đọc câu 17 và câu 18 chung với nhau thì chúng ta thấy được rằng là một những điều mà Chúa muốn ta công bố ra, loan báo ra, đó là chúng ta công bố và loan báo về sức mạnh của Chúa, về quyền năng của Chúa cho dòng dõi kế tiếp. So one of the tasks we're going to do, seriously, even if we are very young or very old, is to declare to the generation, to declare to other people the wonderful thing he has done. Đây là điều mà Chúa gầy một những điều Chúa gầy muốn chúng ta làm cho dù chúng ta còn rất là trẻ hay là chúng ta đã lớn tuổi rồi thì Chúa vẫn muốn chúng ta cứ rao giảng, rao truyền về sức mạnh của Chúa và quyền năng của Ngài cho thế hệ mai sau. So for the young people now, I mean the young people in this meeting now, or Sunday school teacher, you're going to teach your children how to always declare the wonderful things of God. Thành ra đối với những người trẻ tuổi tại đây hoặc là đối với những giáo viên trường Chủ nhật dạy cho các em thiếu nhi thì tôi muốn khích lệ đó là chúng ta cần phải dạy cho những em nhỏ biết rằng là cần phải công bố loan báo ra các con sức mạnh của Chúa rồi các công việc quyền năng của Chúa.
Amen. Your grandparent or your father or mother do that to your grandchildren or your children. Tell them when young, they must learn to declare the wonderful works of God. Thật ra bây giờ mình có những người, ví dụ là ông, là bà, là cha, là mẹ, mình sẽ bắt đầu dạy cho cháu của mình, dạy cho con của mình từ khi còn nhỏ. Mình biết cách làm thế nào để công bố ra, để rao giảng, rao truyền ra sức mạnh của Chúa và quyền năng của Chúa cho những người xung quanh, cho thế gian này. Amen. So this is important. Nên đây là điều quan trọng đó. Because don't just talk about the moral, the behavior. Do even talk about the wonderful works of God. Thật ra chúng ta, ngoài việc chúng ta nói về vấn đề về cái thói quen, về cái nếp sống đạo đức, thì chúng ta bên cạnh đó cũng cần phải rao giảng hay là loan báo ra về công việc lạ lùng, công việc quyền năng của Chúa. When you teach them about the story of Jonah. Khi ví dụ như khi chúng ta dạy cho những em thiếu nhi về câu chuyện Jonah chẳng hạn. Tell them about the miracle of God. God can send a fish to swallow up Jonah. Ví dụ như mình nói về phép lạ của Chúa là đã làm thế nào Chúa sai một cái con cá lớn đó để nuốt Jonah vào bụng. And there's an miracle Jonah was preserved in the tummy of the big fish. Và rồi có phép lạ xảy ra là gì? Đó là Jonah vẫn được bảo toàn mạng sống cho dù là ông ở trong bụng cá lớn đó 3 ngày. He was not able, he didn't die, even there was gastric juice flowing about him. Và cho dầu đó là ông ở trong bụng cá lớn 3 ngày như vậy, nhưng mà ông không có bị chết, ông không có bị thiệt mạng. Another miracle, you can see the fish, when prompted by the Lord, had to vomit out Jonah and throw him out a long distance to the land. Rồi một điều khác nữa mình có thể nói về câu chuyện Jonah, đó là Chúa truyền cho con cá lớn đó là phải nhả Jonah ra trên đất khô, và con cá đó phải giống như là phải di chuyển một chặng đường rất là xa để đi đến nơi mà Chúa đã chỉ định để có thể nhả Jonah ra. And some scientists they say there's no such a big fish, there's no such thing. Thì một số nhà khoa học họ nói rằng là trên thế giới này là không có con cá nào mà nó lớn được đủ để có thể nuốt một người Jonah vào trong bụng mà ông này vẫn còn sống được. Không có con cá And nào lớn được như vậy. You can tell the children why not? The Lord can prepare special fish that's big enough to swallow Jonah and keep him in his stomach and throw it out. Special fish. Thì mình kể cho các em thiếu nhi rằng là tại sao lại không nào? Chúa ơi, Đức Chúa Trời lại làm được mọi sự. Đến ngày có thể chuẩn bị một con cá thật là to để có thể nuốt Jonah vào bụng mà Jonah vẫn còn sống trong suốt 3 ngày đó. Và đến lúc Chúa truyền cho con cá phải nhả Jonah ra, là con cá nhả Jonah ra. Có chuyện gì mà Chúa làm không được? Because God is a miracle worker. Bởi vì Chúa chúng ta đấng làm phép lạ. Amen. Who can Amen. Perform miracle is the Lord. Nên Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. That's one way, as I say, we can start to declare even from the youngest child until we are old and gray. Thành ra đây là một trong cái cách mà chúng ta có thể làm trong cái việc công bố chúng ta loan báo rao giảng ra cho dù chúng ta là ở trong tuổi thanh xuân hay là chúng ta đến cái giai đoạn là đã lớn tuổi tóc bạc. Amen, amen. Amen. Another reason why the children of Israel they have to wander around in the wilderness is because they don't declare about the power and might of God. Một những lý do vì sao con dân Israel ngày thời đó đó họ phải lang thang ở trong đồng vắng suốt 40 ngày như vậy, là vì trong suốt thời gian đó họ không có chịu loan báo ra, họ không có chịu công bố ra công việc quyền năng và không chịu công bố ra đến gọi là sức mạnh của Chúa hay là công việc lạ lùng của Chúa đang cái trong giai đoạn ở trong đồng vắng đó. They were judged and they have to wander in the wilderness. Và cuối cùng là họ bị đoán phạt bằng cách là họ phải đi lang thang dông dài trong đồng vắng suốt 40 năm như vậy. Amen. I have told you before, God was so angry with that generation, he judged them and they have to die in the wilderness. We all seen the promised land. Tôi từng chia sẻ với anh chị em điều này là Chúa rất là tức giận với lại dân Israel lúc đó, họ đã vô tính như vậy nên là họ bị đoán phạt là phải bị lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm đó. And God was so disgusted with the murmuring, complaining generation that he called their body instead of corpse become carcasses. Thì là Chúa Ngài rất là tức giận bởi vì dân Israel lúc đó họ cứ lầm bầm, họ cứ than vãn ở trong đồng vắng như vậy. Nên là rốt cuộc là họ bị ngã chết trong đồng vắng.
Amen. We call human body corpse, but we call animal body carcasses, and God called this body of human being as carcasses. Chúa gọi họ là như là xác chết, nhưng mà như đã nói với anh chị em trong tháng trước đó là xác, đây là xác của con thú chứ không phải là xác con người nữa. Thành ra Chúa xem họ cái giống như là cái xác chết của họ như xác con thú vậy đó. Nghĩa là Chúa rất là tức giận với họ. Be careful not to murmur, not to complain against your circumstances. Thật ra chị em cần phải rất là cẩn trọng, đừng có lầm bầm, đừng có than vãn, đừng có còn than oán trách móc liên quan những cái hoàn cảnh mà mình đang gặp phải. That's why New Testament teaching the Lord is the will of God for you to give thanks in everything. Bởi vì đó là lý do mà trong Tân Ước có dạy chúng ta rằng là ý muốn của Chúa dạy chúng ta đó là gì? Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Remember, God's will is God's pleasure. Và nhớ rằng là điều mà Chúa mong muốn đó là ý muốn của Chúa, và điều mà thuộc về ý muốn của Chúa đó là điều Chúa Ngài vui lòng, Chúa vui thích về điều đó. If you can give thanks in everything, in bad things, you win the heart of God. Một khi anh chị vẫn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cho dù đối diện với nghịch cảnh, anh chị vẫn tạ ơn Chúa, thì lúc đó đó anh là chị em là người theo lòng của Chúa. Instead of become abomination to the Lord, you're giving pleasure to the Lord. Thay vì mình làm những cái điều mà ghê tởm trước mặt Chúa, thì mình lại sống một đời sống làm Ngài đẹp lòng Chúa, Ngài làm Chúa Ngài vui lòng, hài lòng, là bởi vì mình luôn tạ ơn Chúa. Because the children of Israel, they take what blessing they have for granted. Đối với con dân Israel thời đó đó, họ xem những cái phước hạnh mà Chúa ban cho họ là chuyện đương nhiên, họ không có lòng biết ơn gì với Chúa cả. So when they were slaves in Egypt before they were delivered out, they were eyewitnesses to God's power. Lúc mà họ được Chúa Ngài giải cứu ra khỏi đất Ai Cập, thoát ra khỏi cảnh là làm nô lệ ở tại Ai Cập đó, là tận mắt họ đã chứng kiến công việc quyền năng lạ lùng của Chúa thi thố như thế nào rồi. You remember God sent the 10 plagues. Anh em nhớ rằng là Chúa Ngài đã giáng 10 tai vạ xuống trên dân Ai Cập, trên đất Ai Cập. And God, when God do the first two miracle, Và khi Đức Chúa Trời làm hai phép lạ đầu tiên đó, when he turned the rod into a snake and back and vice versa, anh chị em nhớ đầu tiên đó là Chúa Ngài khiến cây gậy của Aaron nó trở thành một con rắn, rồi sau đó từ con rắn đó Chúa lại biến lại thành là cái gậy. and when he turned water of the Nile into blood, rồi sau đó là Kinh Thánh nói về việc Chúa khiến nước sông Nin đó, nước sông Nai đó nó trở thành là huyết. the magician was able to do the same thing. Thì đối với lại những thuật sĩ thời đó của Ai Cập đó, thì họ cũng có thể làm những cái việc tương tự như vậy. But after the next 8 other miracles, they cannot do it anymore because it's such a powerful act of God. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là dù thuật sĩ Ai Cập đó, họ có thể khiến cây gậy trở thành con rắn, nhưng mà con rắn từ cây gậy của Aaron đó đã nuốt hết những cái con rắn của các thuật sĩ như vậy, thì rõ ràng là các thuật sĩ cũng không thể nào làm gì khác hơn được nữa. And the last miracle God performed in Egypt was the killing of the firstborn of every human being, every Egyptian and even the animals. Và cái tai vạ cuối cùng mà Chúa đã làm ở tại đất Ai Cập đó là tất cả con trai đầu lòng của tất cả mọi người ở trong xứ Ai Cập, cũng như là tất cả những con vật đầu lòng đều phải chết cả. That for that moment the Egyptian has to surrender to God. Và lúc đó là dân Ai Cập là đầu hàng Chúa, họ coi như là quy phục Chúa luôn. And they saw the miracle. Vậy thì dân Israel lúc đó họ từng thấy những phép lạ lớn lao như vậy rồi. They saw the miracle also, they get gold and silver and dresses for the Egyptian when they demanded of the Egyptian. Họ thấy phép lạ lớn lao khi mà Chúa hướng dẫn họ là đi ra và yêu cầu dân Ai Cập là phải tặng cho mình áo sống, tặng cho mình vàng bằng bạc nữa. Còn nghĩa là dân Israel lột trần dân Ai Cập ra bằng cách là đem của cải của Ai Cập ra khỏi xứ. Và đó cũng là một phép lạ đã xảy ra. Remember, they were only slaves, they got no money, but before they left, God gave them money from the Egyptian. Ta hiểu được rằng là trước đó dân Israel họ vốn là nô lệ, họ làm gì có tiền bạc, của cải gì. Nhưng mà bây giờ Chúa hướng dẫn dân Israel là trước khi đi ra khỏi đất Ai Cập thì họ phải lấy đi gọi là vàng, bạc, của cải của Ai Cập
Và bây giờ họ có củ cải họ đem theo khi mà họ ra khỏi Ai Cập. There's so much gold and silver. When they start to build the tabernacle, the Lord said to them, "Enough! I don't need to take any more from you." Và họ lúc mà họ ra khỏi Ai Cập họ đem rất là nhiều vàng nhiều bạc đến nỗi khi mà Chúa ngài muốn cho họ dâng hiến để xây dựng đền tạm ở trong đồng vắng đó thì họ dâng vàng bạc rất là nhiều đến nỗi Chúa nói là thôi đủ rồi không cần cần dâng thêm nữa đâu đó, tại vì họ quá nhiều đi nên là họ dâng rất là nhiều và đến nỗi dư ra luôn. Amen. God can prosper you through His might and power. Ở đó Chúa ngài có thể bày tỏ về thi thố những công việc quyền năng nè và những công việc lạ lùng nè trên đời sống anh chị em hay là qua đời sống anh chị em. And they were on the way. They also saw the miracle of the Red Sea opening. Đối với dân Israel thời đó thì họ cũng đã từng kinh nghiệm cái phép lạ của Chúa đã làm khi ngài rẽ nước biển đỏ ra làm hai. And the same generation, they also saw the river Jordan opening up for them also. Và cũng là con dân Israel thì họ cũng đã từng chứng kiến là sông Giô-đanh cũng đã được rẽ ra để rồi dân Israel có thể băng qua như trên đất khô. And everyone able to see the fire by night, the cloud by day. Rồi trong lúc mà họ trong đồng vắng như vậy thì họ cũng đã từng thấy được Chúa ngài bảo vệ hướng dẫn họ bằng cách ngài cho trụ lửa ban ban đêm và ngài ban cho họ trụ mây vào ban ngày. This is 40 years going on. Và Hallelujah. cái điều này xảy ra xuyên suốt 40 năm như vậy. Not only the cloud by day, the fire by night, but also that the daily release of manna. Không chỉ là Chúa ban cho họ trụ lửa vào ban đêm và trụ mây vào ban ngày dành cho họ mà thôi, nhưng mà mỗi một ngày như vậy Chúa còn ban cho họ mana để họ có thức ăn để ăn nữa. Manna released to them is a demonstration of God's power and might. Nên mana được ban cho dân Israel mỗi một ngày như vậy đó là sự biểu lộ của quyền năng và những cái phép lạ hay là những công việc sức mạnh của Chúa được biểu lộ ra. Why the people were not appreciative of God? Nhưng mà lý do vì sao con dân Israel thời đó họ không có trân quý, họ không có trân trọng những cái gì mà Chúa đã làm cho họ. This can come to us today also. We are not careful. Thế ra điều này cũng là điều có thể xảy ra trên đời sống chúng ta ngày nay nếu chúng ta không có một đời sống cẩn thận. Remember, the Lord deliver you out of harm's way. Hãy nhớ rằng là Chúa đã từng giải cứu anh chị em ra khỏi những cái đường lối mà nó gây tổn hại, làm tổn thương, tổn hại anh chị em trước đây rồi. The Lord providing for you and me on a daily, regular basis. Và rồi mỗi một ngày như vậy, Chúa vẫn có sự cung ứng cho chúng ta những cái điều cần dùng cơ bản để chúng ta được đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. The fact that you and I wear very nice shirts today, I can see that, is a provision from the Lord. It's a blessing of the Lord. Bằng chứng là ngày hôm nay tôi thấy là nhiều người cho anh chị em là ăn mặc đồ cũng đẹp, là có áo đẹp, là đồ đẹp, là đó cũng là bằng cớ cho thấy rằng là có sự cung ứng từ Chúa dành cho anh chị em để rồi anh chị em có đồ đẹp để mặc ngày hôm nay. Because it's so regular, it's so ordinary that you forget to give thanks to God. Nhưng mà nhiều khi là điều này xảy ra một cách rất là thường xuyên và mình thấy nó rất là thông thường như vậy nên nhiều khi mình đã quên mất đó là ơn mà Chúa đã làm trên đời sống của mình không có trân trọng, mình không có còn giữ lòng biết ơn đối với Chúa nữa. We give thanks, we don't give thanks. Very simple. Maybe we are covetous. We want something more than what God provides for our life. Nhiều khi mình tạ ơn Chúa nhưng mà mình không có tạ ơn Chúa với cái tinh thần biết ơn, nhưng mà nhiều khi mình cứ muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, có nghĩa là mình cũng cảm ơn Chúa thông thường nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn còn cái tính tham lam, vẫn còn đòi hỏi được cái này đòi cái kia. This is the first sin of Adam and Eve. Đây cũng là cái tội lỗi đầu tiên mà Adam và Eva đã đối diện hay là đã phạm tội với Chúa. They're not satisfied with the wisdom God given to them. Không có thỏa mãn với lại những cái sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho họ trước đó. They're not satisfied with the dominion God given to them to rule over all creatures. Họ không có thỏa mãn với lại sự cai trị hay là quyền cai trị mà Chúa ban cho họ trên tất cả mọi tạo vật mà Chúa tạo dựng ra trên đất này. Họ không có thỏa mãn với điều đó. They want something more, therefore they sin against God when they were deceived. Họ muốn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa nên bởi cái đó nên họ mới bị lừa dối và họ phạm tội nghịch cùng với Chúa. You remember what the blessing we can have is godliness and contentment is great gain.
Nhớ là một những cái phước hạnh mà Chúa ban chúng ta đó là gì? Phước hạnh Chúa ban chúng ta đó là sự tin kính và sự thỏa lòng. Đó là một nguồn lợi lớn, đó là phước hạnh lớn mà Chúa ban chúng ta. That's why Hebrews chapter 13 does very warn us very careful. We con do not be in your conduct, do not be covetous, but be content with what you have. Đó là điều mà trong Hebrew, tác giả Hebrew đã đưa ra cái lời cảnh báo đối với chúng ta, đó là gì? Ở trong Hebrew đoạn số 13 đó, đó là Kinh Thánh nói rằng là chớ tham lam, chớ tham tiền, mà hãy hài lòng với những gì mình có. Man, when you are covetous, you cannot inherit the kingdom of God. Đó, khi mà chúng ta sống tham lam như vậy đó, thì chúng ta không thể nào thừa hưởng được vương quốc của trời ban cho chúng ta đâu. That's why you murmur, you complain, you become envious of what people have. Bởi cái đó là chúng ta lầm bầm, chúng ta trách móc, rồi chúng ta ganh tị, ganh ghét với những gì người khác có mà chúng ta thấy mình chưa có. You must reset in the heart to thank God for what is given to us. Ở đây chúng ta cần phải quyết định trong lòng chúng ta rằng là chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa với tất cả những gì mà Chúa đã ban chúng ta. If you are a wealthy person, ask God how you can give that away. Còn nếu chúng ta thấy mình là người giàu có thì chúng ta hãy hỏi Chúa: Chúa ơi, bây giờ Chúa chỉ con làm thế nào mà con có thể gọi là chia sẻ, con ban phát, con ban tặng những gì con có cho người khác. Because you can serve God this way by giving away what has God blessed you with. Bởi vì chúng ta có thể phục vụ thông qua cách phục vụ Chúa thông qua cách đó là chúng ta bắt đầu ban cho và chia sẻ ra những cái gì mà Chúa đã ban cho chúng ta và chia sẻ ban cho người khác. That's the purpose of prospering you. To Đó là mục đích của việc Chúa khiến cho anh chị được thịnh vượng là như vậy đó. be a blessing to the kingdom and to the nation. Để rồi chúng ta trở thành phước hạnh của Chúa cho vương quốc của Ngài cũng như là cho các dân tộc khác nhau. Not to give to your third, second, or fourth generation Say again, please. after you. Not to give away to the second, third, and fourth generation after you. Chứ không phải để chúng ta tích cóp rồi chúng ta cứ truyền lưu truyền lại của cải tài sản cho thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, đời con, đời cháu, đời chắt chúng ta về sau. It is God's responsibility to bless the thousand generation, not you or Nhớ là me. trách nhiệm của Chúa là gì? Trách nhiệm của Chúa là ban phước đến ngang đời cho những người nào yêu mến Chúa và vâng giữ cái điều răn của Chúa. Chứ đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Maybe you can only bless the third generation after you, but after that, it all will be lost. Nhiều khi là mình có thể tích cóp là mình chúc phước lại cho thế hệ giỏi lắm là thế hệ thứ ba. Nhưng mà sau cái thế hệ thứ ba là coi như là tiền của là mất trắng hết, là không còn gì cả. Leave inheritance to your children or your great grandchildren by teaching them the ways of the Lord. Đó mình cần phải lưu lưu lại những cái gọi là di sản hay là những cái sản nghiệp của thừa kế lại cho con cho cháu của mình bằng cách là dạy dỗ con cháu của mình đức tin và đường lối của Chúa cho con cho cháu của mình. So we thank God for that. God promised us that He will bless a thousand generations after us. Hallelujah. Nếu mà tạ ơn Chúa vì về phần Chúa Ngài có lời hứa với chúng ta là Ngài ban phước đến ngang đời cho chúng ta cho dòng dõi chúng ta, đó là điều mà Chúa đã hứa và chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. For those people who wander in the desert, they actually, because they fear to declare God's power and glory to themselves and to other people, therefore they lost the faith in God. Và đối với con dân Israel lúc mà họ lang thang ở trong đồng vắng như vậy đó, họ đã thất bại trong cái việc loan truyền hay là công bố ra công việc quyền năng, công việc sức mạnh vĩ đại của Chúa. Bởi cái đó đó họ đánh mất cái gọi là họ không có giữ được cái lòng tin nơi chính đời sống của họ cũng như là không có xây dựng đức tin nơi những người xung quanh hay là con cho cháu của họ. The faith is not strong. The moment the 10, 12 spies came back and the 10 give a bad report, they start to weep before God. Và bởi vì cái đức tin họ không có mạnh mẽ như vậy nên khi mà họ nghe 10 thám tử đi do thám sứ về đưa ra những cái lời tường thuật rất là tiêu cực, và thế là họ bắt đầu nghe xong là họ khóc rũ rượi, họ khóc và họ họ giống như là gọi là khóc hết nước mắt trước mặt Chúa luôn. Not only they weep before God, they even to stone the two guys who give a good report. Không chỉ là họ khóc lóc rồi họ đau khổ như vậy nhưng mà họ còn tính chuyện là họ ném đá hai thám tử là những người đưa ra những cái lời tường thuật rất là tốt về sứ hứa đó. They all started, they fear to remember
and declare what the Lord has done. Therefore, they start to lose their faith. Thành ra bởi vì có trước đó là họ đã thất bại trong cái việc là ghi nhớ cũng như là loan báo ra, công bố ra những công việc quyền năng của Chúa, những công việc đầy sức mạnh của Chúa, nên bởi cái đó họ đánh mất đức tin, họ xây không có xây dựng được đức tin đời sống của họ, và đó là lý do mà họ đã vô tín và họ đã khóc lóc. And you understand, without faith, you cannot please God. Và anh chị em cần phải nhớ rằng là không có đức tin thì không có cách nào sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời được đâu. And so we need to build up our faith by the grace of God, by the power of God. Thật ra bởi cái đó nên chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng là mình phải xây dựng đức tin của mình nhờ ân điển của Chúa, xây dựng đức tin của mình nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. So we need to build our faith by declaring what the Lord has done in our life and reading and studying your Bible. Ở đây chúng ta cần phải xây dựng đức tin của mình bằng thứ nhất là chúng ta công bố ra những công việc quyền năng, những cái công việc đầy sức mạnh của Chúa, và điều thứ hai là chúng ta cũng cần phải có đời sống tương giao với lời của Chúa, phải có học lời của Chúa nữa. So now we learn the declaration, the witnessing of God's word or God's might and power is very important in our life. Ra đến thời điểm này chúng ta ý thức được rằng là cái việc mà chúng ta công bố ra, loan báo ra công việc quyền năng, những công việc đầy phi thường lạ, đầy sức mạnh của Chúa là điều rất là quan trọng trong đời sống cá nhân của chúng ta. There's one way we can learn to declare the word of God, not just talking or speaking. Có một cách là chúng ta có thể công bố hay là rao truyền ra công việc quyền năng hay là những điều lớn lao vĩ đại của Chúa, đó không chỉ đơn thuần ở nơi cái việc chúng ta nói ra bằng môi miệng chúng ta mà thôi. We can do that by singing. Chúng ta có thể làm điều đó qua việc chúng ta hát ra qua môi miệng chúng ta nữa. This is what Moses did the moment they crossed over the Red Sea. Đây là điều mà chính Moses ông đã làm cái lúc mà dân Israel họ đã băng được qua biển đỏ rồi, thì Moses đã làm điều này. Moses composed a song. Moses đã sáng tác một bài hát. They find a song in Exodus chapter 15. Chúng ta tìm thấy bài hát đó được ghi lại trong Suất Ai Cập Ký đoạn số 15. Now we're going to go to that afterwards. Yeah. Chúng ta về sau này chúng ta xem cái bài hát đó của Moses. But a quick summary of Exodus chapter 14. Nhưng mà tôi muốn tóm lược lại là trong Suất Ai Cập Ký đoạn số 14 nè. If you read Exodus chapter 14, you find that it demonstrates God's power and might. Thì ở trong Suất Ai Cập Ký đoạn 14 chúng ta thấy được sự biểu lộ ra của quyền năng và sức mạnh của Chúa rất là lớn lao, rất là phi thường được biểu lộ ra. And then the Egyptian, the king and the Pharaoh and the Egyptian suddenly they woke up from the dream. Và bất chợt như vậy thì Pharaoh và những người Ai Cập đó đó họ giống như là họ bừng tỉnh lại. Remember after the death of the firstborn, they literally chased the children Israel out of Egypt. Chúng ta nhớ là trước đó là khi mà mấy con đầu lòng ở trong dân Ai Cập là bị chết như vậy, thì là họ bắt đầu họ muốn tống khứ dân Israel ra khỏi Ai Cập cho rồi. They were so afraid of them, said, please go away, even take our money, take our clothing, go, 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 don't come back anymore. Họ rất là khiếp đảm, sợ trước dân Israel, là nói thôi thôi thôi, làm ơn nhanh chân đi ra khỏi xứ của tụi tôi đi. Lấy vàng, lấy bạc, lấy áo sống, lấy được cái gì lấy đi. Nhưng mà làm ơn, làm phước, đi đi đi, đi, đi ra khỏi xứ đây đi. Can you imagine 2.5 million people left Egypt? Và lúc đó là 2 triệu rưỡi dân Israel đã lìa ra khỏi đất Ai Cập trong một ngày như vậy. Out of the 2.5 million, most of them, they were serving the Egyptian. Thành ra hầu hết trong số 2 triệu rưỡi dân Israel họ đều vốn trước đây họ là nô lệ của người Ai Cập. And suddenly your country is no more cheap labor or free labor anymore. Thì bất chợt như vậy là bây giờ mình không còn phải làm không công cho những cái người Ai Cập nữa, mình được tự do, cả một dân tộc như vậy được tự do thoát khỏi ách nô lệ. What happened to the society? Bây giờ cái điều gì xảy ra cho xã hội của dân Israel thời đó? Same as Singapore, today we have a population of 5 over million people. Yeah. Cái điều gì xảy ra cho cái xã hội của Ai Cập thời đó? Thì anh chị mình dùng đi, ví dụ như bên Singapore hiện tại đó là dân số Singapore khoảng 5 triệu dân. We have more than 1 million people who are come from other countries to work in Singapore. Thì trong dân số Singapore thì 5 triệu, nhưng mà có khoảng 1 triệu dân của nước ngoài đến sinh sống làm việc ở tại Singapore để giúp như làm việc cho những người Singapore hiện tại.
And suddenly this 1 million disappeared from Singapore. Bây giờ chị em hình dung đi, bây giờ bất chợt như vậy, 1 triệu dân nước ngoài đó là họ cũng gói về nước, họ không còn ở Yes. tại Singapore để làm việc nữa, thì chuyện gì xảy ra cho người Singapore? So we have a very serious problem. Thì rõ ràng đất Singapore, người Singapore gặp cái vấn đề rất là trầm trọng, đúng không? Để thiếu dân lực, thiếu nhân công. Overnight, nobody clear rubbish. Bây giờ chỉ sau một đêm như vậy là không còn có ai dọn rác, không còn có công nhân quét rác gì ở Big tại xứ sở nữa. disaster, suddenly nobody, all your rubbish that you dispose out are not clear for weeks. What happened to your society? Bây giờ để ý luôn, giờ cả một cái đất nước, cái một xã hội vậy không còn có ai dọn rác nữa rồi, sẽ là một cái giống như là một cái điều khủng khiếp như thế nào, tệ hại như thế nào, không còn sạch sẽ gì nữa cho đất nước. You know, there are many Vietnamese in Singapore. They are in the F&B ministry, sector, food and beverage. Ví dụ như anh chị biết là có nhiều người Việt Nam sinh sống ở tại Singapore là làm ở trong cái ngành thức ăn, gọi là đồ ăn đồ uống đó, dịch vụ ăn uống ở tại bên Singapore. Suddenly you go to the coffee shop, you don't find your guy serving coffee, and you go to your restaurant, you don't find your favorite noodle serving you. No, nobody's there. Bây giờ phải giả sử đi, giờ mấy người Việt Nam đó bây giờ về nước hết, thì bất chợt mình đi vô những cái quán ăn hay là mình đi vô những quán nước, rồi mình không còn có ai phục vụ cà phê cho mình, không còn có ai phục vụ phở hay là mì cho mình nữa, rõ ràng là giờ là muốn ăn mà không được ăn. So the same situation happened in Egypt. Bây giờ cùng một cái hoàn cảnh như vậy đó, lúc đó là xảy ra cho đất Ai Cập. When they left the nation, they were totally deprived of free labor. Thấy khi mà dân Israel mà lìa khỏi đất Ai Cập như vậy thì rõ ràng là họ được miễn trừ, không cần phải làm việc cực nhọc như trước nữa. The Pharaoh and his official will come and say, we better go after them and chase after them. Thế là ông Pharaoh sau một đêm thức dậy rồi cùng với quần thần của mình nói là ô, bây giờ tốt nhất là mình phải trỗi dậy, mình phải rượt, mình phải bắt lại cái dân đó để đem chúng quay về để phục dịch là mình chứ. So the Pharaoh took up with 600 chariots and many other chariots. They came after the children of Israel. They were wandering and they come across the Red Sea. Vậy thì lúc đó là Pharaoh cùng với huy động quân đội cùng với lại 600 xe ngựa như vậy đã, và những cái xe khác nữa đã là lên đường để rước đuổi theo dân Israel, và họ đã rước đuổi được tới cái mé của Biển Đỏ. Amen. Can you imagine what when they look back, they say, or they see all the Egyptian soldiers coming after them? Và bây giờ hình dung dân Israel trong cái giai đoạn đó họ nhìn lại đằng sau, họ thấy được wow, biết bao nhiêu xe ngựa của người Ai Cập đó đang truy đuổi theo họ. And we thank God, Moses was a man of faith. Tôi tạ ơn Chúa vì ông Môi-se là người của đức tin. And he declared to them, "Don't worry, the Lord will deliver, will save us." Và ông nói với lại tất cả mọi người rằng là đừng có lo lắng gì cả, chính Chúa sẽ là đấng giải cứu chúng ta, Ngài sẽ cứu chúng ta thôi. And the Lord gave instruction, lift your staff up over the Red Sea. And he did it accordingly what the Lord told him to do. Và rồi Chúa hướng dẫn Môi-se rằng hãy giơ cây gậy của con lên và hướng về phía Biển Đỏ như vậy. Và ông đã vâng lời Chúa. Ông làm chính xác những gì Chúa truyền cho ông là giơ gậy lên và hướng về phía Biển Đỏ. And lo and behold, the Red Sea was open. Và bất chợt như vậy thì là nước Biển Đỏ rẽ ra làm đồi để cho dân Israel băng qua. And 2.5 million people crossed the Red Sea. Và 2,5 triệu dân Israel đã băng qua Biển Đỏ như vậy, đi trên đất khô. I don't know how long it takes for them to do that, but it takes a long time. Tôi không biết là mất bao nhiêu thời gian để rồi họ có thể băng qua Biển Đỏ cho xong được. Nhưng mà rõ ràng là cũng phải mất khoảng thời gian dài thì họ mới có thể băng qua Biển Đỏ cho nó hoàn tất xong rồi. 2.5 million people just walking and living from the shore across the Red Sea. Vậy thì rõ ràng là 2,5 triệu dân Israel lúc đó là phải họ phải rời ra khỏi cái bờ biển để họ đi vào ở trong cái lòng biển mà nước đã rẽ ra hai bên, và họ đi, họ băng qua, đi bộ lên để vượt qua bên bờ bên kia. I want you to really think carefully about this, the might and power of God.
Tôi muốn anh chị em suy nghĩ về điều này rất là cẩn trọng để anh chị em thấy được sức mạnh của Chúa và quyền năng của Ngài được thi thố như thế nào. That's what, because of them, Moses was inspired by the Holy Spirit to compose a song. Bởi vì cơ đó nên Môi-se đó ông được cảm thúc bởi chính Chúa để ông bắt đầu sáng tác một bài ca dâng lên cho Chúa. So you have Exodus chapter 15, you will read verse 1 to 19. Rồi bây giờ nếu anh chị em mà đọc ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn số 15 từ câu 1 cho đến câu 19 You find Moses praising God. thì chúng ta thấy được rằng là Môi-se đã ca ngợi Chúa. Because when the Egyptians came after the last part of the children of Israel, they were drowned. Bởi vì đó là khi mà dân Israel băng qua biển đỏ rồi thì dân Ai Cập quân Ai Cập băng qua biển đỏ giống như vậy thì tất cả quân Ai Cập đều bị nhẫn chìm xuống dưới biển đỏ. It was such a powerful demonstration of God's power that even the big nation in the promised land all heard about that. Và đây là cái công việc quyền năng vĩ đại của Chúa rất là lớn lao đến mức độ tất cả những cái dân mà họ sống trong xứ hứa vào thời đó đó là họ đã nghe đồn, họ đã nghe về những cái chuyện đó là xảy ra cho dân Israel trước khi mà Israel tiến vào xứ hứa. They heard how God of Israel saved his own people. Những cái dân ở trong xứ Canaan đó họ nghe về việc là làm thế nào mà chính Đức Chúa Trời của dân Israel đã giải cứu chính dân của Ngài. The power or demonstration of power was heard even many years thereafter. Và chính quyền năng và công việc phi thường đầy sức mạnh của Chúa cũng đã được loan báo, được nói đến, thậm chí là nhiều năm sau đó, nhiều thế hệ sau đó cũng còn được nghe được về điều đó. We know that because this Rahab, the prostitute in Jericho, told the two spies. Chúng ta biết được điều đó là bởi vì sao? Là bởi vì có một cái kỹ nữ mà tên là Rahab, bà đã nói với lại hai thám tử về điều đó lúc mà hai thám tử đi vào do thám Jericho. We have heard what your God has done to the Egyptian. Và bà nói rằng là chúng tôi đã nghe về những gì mà Đức Chúa Trời của mấy ông đã làm cho dân Ai Cập. And we were very frightened after 40 years. Và sau 40 năm như vậy đó, thì bà nói là tụi tôi còn nghe về được về điều đó và tụi tôi cũng còn khiếp đảm khi mà nghe được những điều đó. Can you imagine after 40 years they were still afraid of the children of Israel? Anh chị hình dung thử xem sau 40 năm chuyện đó đã xảy ra mà dân của Canaan vẫn còn khiếp sợ khiếp đảm dân Israel nữa mà. One meaning of the word 40 years is another generation. Anh nhớ rằng là sau 40 năm như vậy đó là có một thế hệ khác dấy lên rồi, không còn là cái thế hệ trước nữa. The word 40 has a special meaning in the Bible. Cái con số 40 đó có một cái ý nghĩa cũng là đặc biệt ở trong Kinh Thánh. And they were wondering for 40 years. Thì một những cái ý nghĩa là đang nói đến 40 năm đó. The Lord himself was in the desert for 40 days. Rồi chính Chúa Giêsu Ngài cũng ở trong đồng vắng 40 ngày. But also represents another generation after 40 years. It's a new generation. Nhưng mà bên cạnh đó có 40 như vậy đang nói đến một cái giai đoạn mới, một cái thế hệ mới được dấy lên. Yet they were still afraid of the children of Israel. Dẫu vậy thì dân xứ Canaan sau 40 năm như vậy họ vẫn còn tiếp còn còn khiếp đảm sợ hãi trước dân Israel. They were so afraid. One reason, that's why they built a fortified city. Jericho is one of the fortified cities in the promised Họ khiếp đảm dân Israel đến mức độ mà dân Jericho đã xây bức tường thành kiên cố như vậy để rồi muốn là ngăn để dân Israel không có chiếm được thành Jericho lúc đó. land. Jericho is another demonstration God's power. Hallelujah. Chúng ta thấy được rằng Jericho và việc dân Israel chiếm được Jericho cũng là một điều nói về sự biểu lộ quyền năng và phép lạ phi thường của Chúa nữa. Amen. In order to conquer Jericho, very simple, what they had to march around the city for 7 days. Để rồi họ có thể chinh phục được Jericho rất là đơn giản. Kinh Thánh nói rằng là họ chỉ cần diễu hành xung quanh thành Jericho trong suốt 7 ngày. That's the power of God. When they follow the law, Jericho had to come down. Thành ra đây có quyền năng được biểu lộ ra khi mà dân Israel vâng theo lời của Chúa và rồi rốt cuộc thì thành Jericho phải bị sụp đổ. Amen. So it's important for us to know and remember the power of God.
Thành ra đây là điều rất là quan trọng để chúng ta cần phải biết rõ, cũng như là chúng ta cần phải ghi nhớ về quyền năng của Chúa, về những cái điều lớn lao phi thường sức mạnh của Chúa. Now in the Bible, there's an Acts. There are only 28 chapters. Thì ở trong Kinh Thánh đó, thì sách Công Vụ có 28 chương, 28 đoạn. You know, the book of Acts talk about the demonstrate God's power also. Chị em thấy được trong sách Công Vụ cũng là sách để nói về cái quyền năng, sự biểu lộ phi thường ra của Đức Chúa Trời nữa. And the Lord expect you and me to write Acts chapter 29. Chúa ngài mong đợi anh chị em và tôi, chúng ta là những cái người Chúa muốn dùng để viết ra sách Công Vụ đoạn số 29. Amen. 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 We are supposed to write Acts chapter 29. Chúng ta đấy ra chúng ta cần phải là cái người mà được Chúa dùng để viết ra Công Vụ 29 đó. That is taking the promised land. Hallelujah. Chúng ta nói điều gì đây? Chúng ta nói về chúng ta chiếm lấy sứ hứa mà Chúa ban chúng ta. Are we prepared to do that? Chị có sẵn sàng để chiếm lấy sứ hứa và viết ra Công Vụ 29 chưa? Amen. Amen. The Lord looking for us to do Acts 29. Hallelujah. Chúa ngài mong đợi anh chị và tôi là những người viết ra được Công Vụ 29. And then he will come. Rồi, rồi Chúa sẽ quay trở lại. Đón tiếp. Amen. 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 And when we do Acts 29, he's still coming. Thành ra khi mà chúng ta đang làm những gì Chúa muốn ta làm Công Vụ 29 thì làm xong rồi Chúa sẽ quay trở lại. Amen. Let's go to Exodus chapter 15. Well, how can we apply that to our life? Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại trong suốt Ai Cập ký đoạn số 15 và chúng ta tìm cách để áp dụng phần kinh thánh này cho chính đời sống chúng ta. Because you see, after victory, they declare the power and might of God, and they what they do? They sing it. Bây giờ sau khi họ kinh nghiệm sự chiến thắng rồi thì họ bắt đầu công bố ra, loan báo ra công việc quyền năng và những điều phép lạ lớn lao của Chúa đã làm, và họ làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách họ hát. And perhaps there's one way first. Thì đã hát là một cách. And maybe it's the easier way. Và cũng là dễ nữa. Because we can use Exodus 15 to sing the portion of God regarding His attributes. Đây chúng ta thấy được rằng là xuất Ai Cập đoạn số 15 nó cũng là một cái phần mà chúng ta có thể thấy được thuộc tánh của Chúa, hay là những đặc tánh của Chúa được biểu lộ ra, được mô tả ở trong xuất Ai Cập đoạn số 15. When we sing God's attribute, actually again is a declaration of God's power and might, and we also start to increase our faith. Và khi chúng ta hát ra về những cái thuộc tánh của Chúa, về những đặc tánh của Chúa như vậy, thì và cũng như là nói về những cái công việc phép lạ hay là những công việc quyền năng của Chúa như vậy, thì một lần nữa đó là cái cách để nhờ đó mà chúng ta có thể xây dựng đức tin chúng ta lên. Our faith is actually linked with the trust in God. Thật ra đức tin chúng ta nó có liên kết chặt chẽ với việc chúng ta tin cậy, tin tưởng nơi Chúa. The greater faith we have, the greater trust we have in the Lord. Chúng ta càng có đức tin ở nơi chính Chúa thì chúng ta càng có lòng tin tưởng nơi Chúa một cách lớn lao. The greater trust in the Lord means the greater reliance on the Lord, and God will use that to demonstrate His power through our life. Và chúng ta càng tin tưởng nơi Chúa như vậy thì chúng ta càng nương dựa ở nơi chính Chúa, và khi chúng ta càng nương dựa ở nơi Chúa thì Chúa càng biểu lộ cái quyền năng và phép lạ lớn lao của Ngài qua đời sống chúng ta. Yeah, so singing we can declare by singing. Tất nhiên là chúng ta có thể công bố ra, có thể loan báo ra, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có thể hát ra. And you find in the New Testament teaching the same thing. If you go to the book of Ephesians and Colossians, you talk about singing. Thì chúng ta thấy là sự dạy dỗ này cũng giống như trong cái sách của Tân Ước, ví dụ như trong sách Ê-phê-sô, cũng giống như trong sách Colossae có nói đến là dùng thánh thi, thánh ca và thơ thơ thánh hay linh khúc đó để hát ngợi khen Chúa. Because when you start singing, when we sing correctly, we are building our faith. Vì khi mà chúng ta hát và chúng ta hát đúng cái điều mà chúng ta cần phải hát ra đó, thì bởi cái đó, giờ đó mà chúng ta xây dựng đức tin chúng ta lên. That's why when you come to the church, singing is not part of the routine. Đó khi mà chúng ta bước vào trong hội thánh của Chúa, ta cần phải lưu ý rằng là mình hát ngợi khen Chúa nó không chỉ đơn thuần nó là một cái thói quen vô đó mình hát thôi. Many people actually take singing very lightly. Có nhiều người ngày hôm nay họ xem cái chuyện hát ngợi khen Chúa xem ồ chuyện bình thường, làm gì làm lớn vậy, đâu cần phải quan trọng hóa làm cái gì.
I remember many, many years ago, I went to this church and there was this guy from, I think he's an American. He wouldn't cannot come to church until after the worship is over. Thì tôi nhớ cách đây nhiều năm là lúc đó tôi đi đến một hội thánh thì có một cái ông kia, tôi nghĩ ông này là gốc người Mỹ đó, thì ông này đó là có cái thói quen là ông này không có đến nhà thờ cho đến khi tới cái giờ giảng á, hết giờ ngợi khen Chúa tới giờ giảng rồi thì ông này mới xuất hiện ở nhà thờ. He missed the very essential part. Ông này đã lỡ mất một cái phần rất là quan trọng trong giờ thờ phượng Chúa. Maybe he's not taught at all. Có thể ông này là không có được dạy về vấn đề này trước đây. Did they see it's a waste of time? Bởi vì ông này nghĩ là tôi hát rồi lãng phí thời gian. It is not a waste of time. Không, hát rồi khen Chúa không bao giờ là lãng phí thời gian cả That way you đâu. can build up your faith. Khi ta hát rồi khen Chúa như vậy, bởi đó chúng ta xây dựng đức tin của mình lên. When you sing to one another, you build faith for other person also. Khi chúng ta hát rồi khen Chúa cho nhau nghe, chúng ta cũng xây dựng đức tin cho anh chị em chúng ta nữa. And we know as charismatic believers, we know when we sing, that's the presence of the Lord be re that's the anointing that comes, the presence of the Lord will come. Chúng ta những người ân tứ chúng ta nhận thức được rằng là khi chúng ta hát gọi khen Chúa như vậy thì đó sự hiện diện của Chúa đến, sự sức giàu của Chúa cũng được đến, được biểu lộ ra nữa. Therefore, we have to take our first part seriously. Thành ra đó lý do vì sao cái phần ngợi khen thờ phượng Chúa đầu giờ đó trong buổi nhóm đó là cái phần rất là nghiêm túc mà chúng ta cần phải dành cái thời gian một cách nghiêm túc để thờ phượng Chúa trong những cái buổi nhóm như vậy đầu giờ. And we have to choose our song, correct songs also. Và khi mà chúng ta chọn cái bài hát đó, chúng ta cũng cần phải chọn đúng cái bài để rồi chúng ta sẽ hát trong cái thời giờ đó nữa. Because in the church today, there are many songs have been sung. Bởi vì trong hội thánh thời nay thì cũng có nhiều cái bài hát khác nhau mà hội thánh cũng hát nữa. It doesn't mean the popular songs are the right songs to sing. Thì điều đó không có nghĩa là cái anh chị em thấy cái bài nào nổi tiếng mà nhiều người hát đó, là anh chị em cứ lấy bài đó anh chị em hát đâu. Nó không nhất thiết là cứ nổi tiếng là mình cứ hát là đúng rồi đâu. Sometimes they're wrong song to sing. Nhiều khi nó nổi tiếng nhưng mà anh chị em hát là cái lời cũng sai sai. Yeah, you may have a popular Vietnamese singer to sing the song, but it's the wrong song, and therefore there is no anointing, there's no power. Có thể là một cái ca sĩ cơ đốc nào của Việt Nam mà nổi tiếng rồi hát cái bài đó và thế là nhiều người thích cái bài đó và cũng hát bài đó nhưng mà nhiều khi cái lời của bài hát đó nó lại là không có đúng lời của Chúa. Đó, thành ra cuối cùng cũng không có quyền năng, không có sự sức giàu gì trong cái bài hát đó cả. After the break, we will have I will teach a bit more on this. Sau khi nghỉ giải lao quay trở lại, tôi sẽ nói kỹ hơn liên quan đến cái vấn đề này một chút. I want to, yeah, I'm not a worshipper. I'm not a worship leader. You understand? Anh chị cũng cần phải hiểu là cá nhân của tôi cũng không phải là người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng. Even when I was a cell group years ago, I led worship. Tất nhiên là trước đây khi nhóm lại trong tổ tế bào thì tôi cũng từng hướng dẫn ngợi khen thờ phượng trong cái nhóm tế bào của chúng tôi. I learned how to ask the Lord what song, what theme you want me to sing today. Thật ra lúc đó tôi cũng học rằng là con mình phải hỏi Chúa mình Chúa ơi cho con biết mà con phải hát bài nào và liên quan đến chủ đề nào trong cái buổi nhóm ngày hôm nay. You're taking God seriously now. You ask him what he want you to sing. Hallelujah. Thế nên mình phải nghiêm túc mình hỏi Chúa ơi vậy muốn con hát cái bài hát nào với cái chủ đề nào mình phải nghiêm túc trong việc mình cầu hỏi Chúa về điều này. This is the heart to God to know what he wants you to do. Nghĩa là cái tấm lòng người ta hướng đến với Chúa và cho hỏi Chúa để Chúa bày tỏ cho mình biết rằng là Chúa muốn mình làm cái gì. Yeah, don't deceive yourself. You can do anything. No, the Lord give you a choice, but he wants your choice to be aligned with what he likes. Đừng cứ tự lừa dối chính mình nghĩ rằng là ồ mình muốn hát bài nào cả mình chứ không. Tất nhiên là Chúa ban cho mình cái quyền tự do, cái sự chọn lựa quyết định, nhưng mà mình đưa ra những quyết định chọn lựa như vậy là nó theo thánh lý của Chúa, đẹp lòng Chúa. And don't need to have many songs. Hallelujah. Và cũng không có nhất thiết là mình phải hát cho nhiều bài lên cho nó đủ. Amen. It can be one song for the night. Hallelujah. Nhiều khi là trong cả buổi tối đó hát có một bài thôi, nhiều khi cũng là chỉ một bài thôi. Especially your worship, we start to lead worship, you can feel this anointing, it's a pleasure of the Lord. Then you keep doing that again, until you feel the lifting, the anointing lifted out.
Thành ra nhiều khi là mình hướng dẫn một bài nào đó, mà ngợi khen Chúa chẳng hạn, thì mình thấy sự sức dâu của Chúa cứ tuôn chảy vận hành trong cái bài hát đó như vậy, thì mình cứ tiếp tục hát cái bài hát đó, hát hết lần này lần khác cho đến khi mà cái sự sức dâu được khai phóng ra. You didn't know how far the church has gone away from the true worship of God. Anh chị biết là nhiều khi hội thánh ngày hôm nay đã đi xa ra khỏi cái sự thờ phượng Chúa thật rồi. Now, some people will appoint a worship leader or musician because they are Có những người họ được chọn làm người hướng dẫn ngợi khen thờ phượng là bởi vì họ là xung phong. Họ xung phong thấy là anh này ảnh có xung phong thì thôi cho ảnh làm. Because he can hear the good voice. Hoặc là có người đó có giọng thanh tiếng tốt, tôi thấy giọng này có chỉ giọng đó, nên là thôi cho hướng dẫn ngợi khen thờ phượng. Some may even employ professional musician who may not be even Christian to come to lead worship. Rồi nhiều khi có những hội thánh là mời những cái nhạc sĩ hay là những cái ca sĩ chuyên nghiệp, mà nhiều khi mấy người đó cũng chưa phải là cơ đốc nhân nữa, nhưng mà vì họ hát hay, họ đàn giỏi, nên họ thuê mướn những người đó, mời họ vào để họ hướng dẫn lời khai thờ phượng. Why? Because they are really compromising. They want to have good professional musician because the people demand that. And the people will come to demand that. Lý do vì sao? Lý do là nhiều khi là vì có sự thỏa hiệp là bởi vì cớ là những tín hữu trong hội thánh họ đòi hỏi là phải có cái người hát còn phải chuyên nghiệp, đàn còn phải chuyên nghiệp, nên là bây giờ lãnh đạo cho hội thánh là muốn được lòng những cái tín hữu, nên là muốn là những cái người nào trong ban nhạc hay là ban hát là phải là những người chuyên nghiệp đó, nên là sẵn sàng trả tiền cho những người chuyên nghiệp để họ làm công việc đó. How can a non-worshipper worship God in spirit and in truth? Bây giờ làm sao một cái người mà họ không có thờ phượng Chúa gì cả trong đời sống của họ mà họ có thể hướng dẫn ngợi khen thờ phượng trong chân lý và trong lẽ thật được đấy? We Christians are striving to worship God in spirit and truth. How can a non-worshipper do that? Bây giờ người tin Chúa mà còn gặp rắc rối cho cái vấn đề ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa trong tâm linh và trong lẽ thật, thì bây giờ huống chi là người không tin Chúa thì làm sao họ có thể ngợi khen thờ phượng Chúa trong tâm linh và trong lẽ thật được đấy? Because God has a high standard. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta ngài có cái tiêu chuẩn cao. He's looking for people who will worship in spirit and in truth. He's looking. Chúa đang tìm kiếm những cái người nào là người thờ phượng thật, thờ phượng Chúa trong tâm linh và trong chân lý. Nó đâu phải là dễ kiếm đâu. Nên đó là lý do vì sao Chúa phải tìm kiếm là như vậy. Yeah, I tell you one story about worship people who are professional musician. Tôi kể cho anh chị một cái câu chuyện liên quan đến cái người mà họ ở trong cái ngành âm nhạc chuyên nghiệp. Yeah, there was a time that every month I will have a service in a church in Batam, which is close to Singapore. Thì có cái giai đoạn đó là cứ mỗi một tháng như vậy thì tôi đi qua Batam của Indonesia, thì từ Singapore đi qua Batam thì nó cũng gần, chỉ So cần each time when I go there, they have a service and this time I went there, I was a bit surprised the Lord changed my message. thì cái lần trong cái tháng đó tôi đi qua bên Batam như vậy thì tôi cũng ngạc nhiên, bởi vì lúc đó tôi thấy được rằng là Chúa ngài muốn tôi đổi cái sứ điệp, mà tôi chuẩn bị cái sứ điệp này nhưng mà Chúa muốn tôi giảng sứ điệp khác. And after the message, I tell you the message of repentance. Thì cái sứ điệp mà Chúa muốn tôi giảng đó là sứ điệp về ăn năn. The musician, there's only one musician, I think he is a keyboardist. Thì ở trong cái lúc đó thì có một cái giống như nhạc công, ông này là chơi đàn keyboard hay là đàn mình gọi là đàn orc, đàn keyboard đó. He came forward Ông này tiến lên phía trước, in response to the message of repentance. ông này đáp ứng lại với sứ điệp của tôi giảng ngày hôm đó về sự ăn năn. Yeah, but I want to explain about him. Before, when he was leading worship, I found something that's wrong with him. Thì tôi sẽ nói cho anh chị biết điều này, đó là cái lúc mà ông này hướng dẫn hát gợi khay tờ phượng á, thì trong tâm linh của tôi thấy có cái gì không ổn liên quan đến cái ông này rồi. I find there was arrogance. Tôi thấy trong tâm linh tôi nhận thấy là ông này có cái sự kiêu căng ngạo mạn ở trong đời sống của ông. And another thing about that now, even before the I forgot which one, worship, they this pastor is a lady pastor, she has a son, and she was so proud to introduce the son as one of the
not winner, but one of those people who are able to enter to Indonesia can sing sort of contest. Thì không chỉ thế thôi, nhưng mà trong cái giờ nhóm lại đó thì hội thánh này là hội thánh dưới sự trang bày của một nữ mục sư. Thì trong cái lúc mà bà này chia sẻ đó thì bà cũng có cái sự khoe khoe về con của mình. Tại vì bà này có một đứa con trai, và cái đứa con trai của bà này giống như mình có thể gọi là như giọng ca vàng đó, trong một cái cuộc thi ở bên Indonesia. Đó, đây là giọng ca chuyển giọng, giọng ca vàng, và bà khoe về con trai của mình đó là hát hay, đạt giải cuộc thi. Tất nhiên là không phải đạt giải nhất, nhưng mà nó cũng có đạt giải nào đó đó. It was something like a testimony how proud she was of this son able to enter or enter to the contest. Thì đại khái là thông qua cái lời làm chứng của bà thì mình thấy bà có sự tự hào về đứa con trai của mình. Thế nào mà đứa con trai của bà đã trúng tuyển để được gọi là đăng ký để rồi đi thi cho cái cuộc thi giọng ca đó. And then after this guy start to lead, start to sing and lead worship, I find there's an arrogance in him. Rồi sau đó thì cái ông nhạc công ông bắt đầu chơi nhạc và hướng dẫn người khen thờ phượng. Thì trong tâm linh tôi nhận thấy rằng ông này có cái sự kiêu ngạo trong đời sống của ông. And I gave, I changed my message, the message of repentance. Và rồi sau đó tôi bắt đầu đứng lên và giảng. Thì như đã nói với anh chị em, cái sứ điệp của tôi ngày hôm đó là nói về sự ăn năn. And the first to run forward is this young man. Hallelujah. Và cái người đầu tiên để tiến lên, để chạy lên phía trước để đáp ứng lại với sứ điệp đó, đó là chính là cái người trai trẻ đó, cái người mà nhạc công đó. So I was praying for him. Và sau đó tôi cầu nguyện cho ông này. The Lord told me he's not a worship, he's not a believer. Thì Chúa cho tôi biết rằng ông này chưa tin Chúa. I said you're not a believer, you want to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Và tôi nói với ông rằng là ông vẫn chưa phải là người tin Chúa đâu, nên là ông cần phải tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ và cứu Chúa cuộc đời của ông. And the lady pastor came forward and said, no, he's a believer. Thế là cái bà nữ mục sư kia bắt đầu tiến lên với Chúa đó, không, ông này tin Chúa rồi. And this man was slain by power spirit. Nhưng mà lúc đó cái ông nhạc công đó là ông bị té xuống dưới đất như vậy bởi quyền năng thánh linh của Chúa tác động trên ông và ông té sắp xuống dưới đất. And later on when he stood up, I mean he was slain for a while, he stood up, you see his face all changed now, no longer the proud guy, but become a humble by the Lord. Thì sau khi mà ông té xuống đất như vậy, ông nằm ở đó một thời gian, thì sau đó ông ngồi dậy thì thấy là gương mặt của ông, sắc mặt ông đã thay đổi. Ông kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa. Ông không còn là một cái người kiêu ngạo, hay là không còn có sự, cái biểu lộ sự kiêu ngạo như trước nữa, nhưng mà bây giờ chính Chúa làm cho lòng của ông trở nên rất là khiêm nhường. And after that I learned that he said a sinner's prayer, he was saved, and later I learned he became part of a ministry of the Lord. Sau đó tôi bắt đầu hướng dẫn ông cầu nguyện, tuyên xưng đức tin, tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ cuộc đời của ông. Về sau này tôi nghe tin rằng là ông này cũng đi hầu việc Chúa. Why I learned later on why he was employed. Về sau này tôi mới biết được rằng là lý do vì sao ông này được thuê để hướng dẫn người khai thờ phượng. Maybe that day they don't have a musician. Có thể là vào cái lúc đó, cái ngày hôm đó thì ở trong cái hội thánh đó họ không có cái người chơi nhạc. And the pastor was desperate, so she called somebody to come and play the keyboard. Thế là bà mục sư lúc đó bà rối quá đi, nên là bà gọi đại cho một ai đó đến để biết chơi đàn keyboard, để đến để phục vụ trong cái buổi nhóm ngày hôm đó. That is wrong. Như vậy là sai rồi. But it's even greater wrong when she tried to say that he was a believer. Nhưng mà cái điều sai hơn nữa đó là bà này cố gắng để gọi là biện minh rằng là nói rằng là cái ông này ông đã tin Chúa rồi, và thật ra ông chưa có tin Chúa. Perhaps she knew she was wrong to employ a non-believer, and therefore she tried to defend her position. Thật ra bà này cũng đã biết là bà sai rồi khi mà bà đã thuê mướn cái người chưa tin Chúa để hướng dẫn người khai thờ phượng trong ngày hôm đó, nhưng mà bà này cũng cố gắng để bao biện cho bản thân của mình để rồi bà không bị mất mặt ở trước hội thánh ngày hôm đó. This is a small scale, but there are also other places they employ professional musician because they are very good professionally. Thì đó là cái chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, nhưng mà nhiều nơi khác thì họ thuê mướn là
những cái người chuyên nghiệp trong vấn đề chơi nhạc như vậy, là bởi vì có một cái đòi hỏi là bây giờ cái người trong ban nhạc của hội thánh phải là cái người chuyên nghiệp, nên là họ phải tìm cái người chuyên nghiệp. Amen. So those who of you are worship leader, consecrate your life to the Lord. Ra đối với ai cho anh chị em là người hướng dẫn, người khen thờ phượng cũng như là trong ban nhạc của hội thánh, tôi muốn anh chị em dâng hiến đời sống của mình, cung hiến đời sống của mình lên cho Chúa, biệt riêng chính mình cho Chúa. And if you can, learn the skill as much as you can. Hallelujah. Về cái kỹ năng về ngón đàn của anh chị em đó thì anh chị em hay là giờ anh chị em chơi nhạc cụ nào anh chị em học nhiều nhất có thể liên quan đến nhạc cụ hay là cái kỹ năng của anh chị em có được. But the Lord is looking your life, my life, not my voice and your voices. Nhưng mà Chúa là tìm kiếm, là đầu tiên là tìm kiếm đời sống của anh chị em và đời sống của tôi, chứ Ngài không có tìm kiếm giọng ca vàng hay là không phải giọng ca vàng. And we talk about worship. Leading worship is a very serious ministry. Và mình nói về việc mình hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, đó là một cái chức vụ rất là nghiêm túc trước mặt Chúa. Amen. It's not just to fill in half an hour the gap of a Chứ service. không phải là mình lấp đầy một cái khoảng trống thời gian là nửa tiếng đồng hồ trước giờ giảng hay là trước giờ qua tiết mục khác thì mình còn có nửa tiếng để mình hát đầu giờ, không phải. Amen. Yeah, just before we go for the break, I just want to pray for those who are worship leading. Bây giờ trước khi mà chúng ta nghỉ giải lao, tôi muốn cầu nguyện cho những ai trong anh chị em có dự phần trong công tác hướng dẫn, ngợi khen, thờ phượng trong hội thánh. Now you're a worship leading or you think God called you to be a worship leader? Nghĩa là cầu nguyện cho những ai đang trong cái công tác hướng dẫn, ngợi khen, thờ phượng, chơi nhạc trong ban nhạc đó, hoặc là mình chưa có trong cái công tác đó nhưng mình nghĩ rằng là Chúa có kêu gọi mình ở trong công tác hướng dẫn hoặc là trong ban nhạc của hội thánh, thì mình có thể giơ tay lên để mình đáp ứng với Chúa trong vấn đề này. Musician included, yeah, musician. Có nghĩa là bao gồm luôn cả việc mình chơi nhạc cụ nè, rồi mình hát nè, mình dự phần trong công tác là hướng dẫn hội thánh trong công tác ngợi khen thờ phượng. I will ask the Lord to impart to you now, hallelujah. Tôi cầu nguyện để Chúa Ngài truyền tải cho anh chị em sức dầu của Chúa ngay bây giờ. Lord, we come before you, Lạy Chúa, con đến trước Ngài. knowing that worship is a very important, integral part of our life as a believer. Chúng con ý thức được rằng là thờ phượng Chúa là một phần cực kỳ quan trọng ở trong đời sống chúng con, là người tin Chúa, là đi theo Chúa. I pray for every one of us here in the Zoom and the Facebook and so on. Và con cầu nguyện cho từng người, cho anh chị em con tại đây, anh chị em con nhóm lại qua Zoom, anh chị em nhóm lại qua Facebook và những người khác sẽ nghe loạt bài này về sau. We will be indeed true worshipper who will worship in spirit and in truth. Anh chị em con thật sự là người thờ phượng Chúa thật, anh chị em con thờ phượng Chúa trong tâm linh và trong chân lý. I pray that we will consecrate our life unto you as the life of worship. Chúng con cầu nguyện để anh chị em con cống hiến đời sống của mình lên cho Chúa như là một đời sống thờ phượng Chúa. Lord, let us consecrate our life to you. Help us to do that, O God. Là Chúa, để chúng con dâng hiến đời sống con lên cho Chúa và giúp đỡ cho con biệt riêng đời sống mình ra cho Chúa. That we able to present our body to you as a living sacrifice. Là chúng con có thể dâng thân thể của mình lên cho Chúa như là một sinh tế sống và thánh đẹp lòng Chúa. So I pray for those who are in the worship, leading in the church, in the ministry. Chúa ơi, cầu nguyện cho anh chị em con là những người dự phần trong công tác hướng dẫn ngồi thờ thánh Chúa, ngợi khen thờ phượng hay là chơi nhạc cụ ở trong giờ thờ phượng. Lord, I ask for anointing to come. Là Chúa cầu nguyện sự sức dầu của Ngài đến. Anointing to come upon their life. Sức dầu của Chúa đến trên đời sống anh chị em con. They were able to lead people into deeper worship. Anh chị em có thể dẫn dắt con dân sự của Chúa bước vào trong sự thờ phượng Chúa một cách sâu nhiệm hơn nữa. And don't forget the musician, Lord. Và những ai cho anh chị em con là những nhạc công, những người chơi nhạc cụ cho hội thánh. When they start to play the instrument, Lord, you anoint the fingers and the Và heart. khi anh chị em con chơi nhạc cụ cho hội thánh như vậy thì Chúa sức dầu ở trong đôi bàn tay, ngón đàn của anh chị em con cũng như tấm lòng của anh chị em con. Let the anointing come, O God, Chúa sẽ để sự sức dầu của Ngài đến, thưa Chúa. so that we be a blessing to the body of Để Christ. chúng con thật sự là phước hạnh của Chúa cho con dân của Ngài. And those you have raised up psalmists among the group also. Chúa cũng dấy lên những người sáng tác ra những thánh thi giữa vòng anh chị em con nữa. Let them learn to write and compose songs, O God.
để anh chị em con cũng học để có thể viết ra, để sáng tác ra những bài hát dâng lên cho Chúa nữa. That the songs and that they are written will be distributed and throughout Vietnam, oh God. Và để những cái bài hát cho anh chị em con sáng tác đó sẽ được phổ biến khắp mọi nơi tại đất nước Việt Nam. In the name of Jesus Christ, I pray. Và cầu nguyện điều này cho anh chị em con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Amen. Cảm ơn Amen. Chúa. Yes, sir.